kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam. Hò khoan lệ thủy là một trong những điệu hò vô cùng độc đáo và ấn tượng, ẩn chứa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân lệ thủy nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. Có thể nói, mỗi điệu hò là một khúc tâm tình sâu lắng, thiết tha, thể hiện tập quán sinh sống và lao động sản xuất đầy lạc quan, yêu đời, sẵn sàng vượt qua mọi gian nan, thử thách để hướng tới một cuộc sống an vui và ấm no, hạnh phúc. Đây có lẽ là mục tiêu ban đầu của hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian thú vị này. Cùng với thời gian, các điệu hò khoan lệ thủy đã ngày một hoàn thiện hơn cả về giai điệu, ca từ cho đến hình thức diễn sướng, trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân bản địa. Và hơn thế, nó còn là một di sản văn hóa thắm đượm bản sắc và tâm hồn của vùng đất giàu truyền thống Quảng Bình. Mẹ ngậm đắng nuốt cay cho miệng con đây ngọt sữa ngọt. Lệ Thủy, một vùng đất trù phú, thơ mộng và có lịch sử lâu đời thuộc tỉnh Quảng Bình ở miền Trung Việt Nam, nơi quần cư của đồng bào một số dân tộc anh em, trong đó có người Kinh và Vân Kiều là chủ yếu. Mỗi một tộc người có một tập quán sinh sống và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của riêng mình, tạo cho vùng đất này một đời sống văn hóa tinh thần phong phú, đa dạng và giàu bản sắc. Trong đó, hò khoan được coi là nét văn hóa đặc trưng của người dân lệ thủy. Quảng Bình là vùng đất có hệ thống sông ngòi chằng chịt. Cuộc sống của người dân thường gắn liền với chiếc thuyền và lênh đênh trên sông nước. Nên để có thể giao tiếp với nhau, người ta phải hò lên mới có thể nghe được giọng nói của nhau. Hay khi cảm thấy buồn phiền, người ta cùng hò khoan để giải khuây. Và những điệu hò khoan đã xuất hiện từ đây như một hình thức giao tiếp phổ biến của vùng đất này. Trải qua quá trình lịch sử lâu dài, hò khoan đã ăn sâu bám rễ vào đời sống xã hội, trở thành nét văn hóa đặc trưng của người dân lệ thủy. Từ đó, hò khoan xuất hiện ở tất cả các sự kiện lớn nhỏ trong đời sống xã hội, từ cưới hỏi cho đến tang ma, từ chèo thuyền, giã vôi, nện đất, cất nhà, giã gạo cho đến cấy cày, gặt hái hay đánh cá, đẩy thuyền. Có thể nói, ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, người lệ thủy cũng có thể hò khoan được. Cho dù chẳng có đàn sáo nhị hồ, mà chỉ cần vỗ tay bắt nhịp là mọi người đã có thể say sưa bay bổng trong các điệu hò khoan đầy lôi cuốn, đến quên cả thời gian, quên cả lối về. Hò khoan là một trong những bộ phận cấu thành của dân ca các tỉnh miền Trung Việt Nam. Dù mỗi địa phương có những điệu hò khoan riêng với những biến tấu nhất định về giai điệu hoặc hình thức diễn sướng, song nói đến hò khoan là người ta thường nghĩ ngay đến hò khoan lệ thủy với những giai điệu mượt mà, da diết và khắc khoải như những lời giải bày tâm sự đầy xúc cảm, với những nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước mênh mang. Theo các nhà nghiên cứu sưu tầm được, thì hiện nay có đến gần 2.000 câu hò khoan trong kho tàng văn hóa dân gian lệ thủy liên quan đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là một hình thức sinh hoạt văn hóa mang tính cộng đồng, nảy sinh trong quá trình lao động sản xuất, nên có sự tham gia của nhiều người. Thường thì một hoặc một vài người lĩnh sướng, còn đám đông đế số phụ họa theo những cách thức riêng của từng làn điệu. Theo quy ước, các thành viên tham gia hò được phân thành hò cái, tức là người lĩnh sướng, và hò con là người số. Hò khoan thường được tổ chức dưới hai hình thức,
tự phát và tự giác. Họ tự phát thường diễn ra trong quá trình lao động sản xuất và không có sự chuẩn bị trước. Có thể diễn ra trong không gian của một dòng sông, một thửa ruộng hoặc tại sân đình, và nhất là họ khi giã gạo. Thì họ khoan lệ thủy nó độc đáo là trong sản xuất lao động và trong cái tình tự là giao duyên từng cặp lửa đôi, thì họ có đưa cái họ khoan này vào, cho nên từ cái chỗ đó là nó ngấm vào máu thịt của từng người. Nói chung là cái họ khoan lệ thủy một người họ mà hàng nghìn người lại sổ được, ai cũng sổ được hết, cho nên mọi người đều là ưa thích. Đặc trưng của nó là không có vùng miền nào là giống. Khuyên em chớ ngại đừng ý, có thương ơi đừng ngã sợ. Sở dĩ có những cuộc hò tự phát không có sự chuẩn bị trước vì hò khoan đã ăn sâu vào đời sống lao động sản xuất của người dân lệ thủy. Vì thế, bất cứ khi nào cần thiết, người ta cũng có thể hò những điệu hò phù hợp. Ví như đi cày, đi kéo, người lệ thủy thường dùng điệu hò lĩa trâu để khích lệ con trâu lao động, cày kéo hăng say tích cực hơn, vượt qua được những chặng đường khó khăn mệt nhọc. Đừng mần như con thọ nò đứng lại đâu đúng mà khí vui trần bóng. Để lại ơi khí buồn trắng là trời ơi trắng ơi hồng ơi ơi cháu ơi. Trâu nặng lên dốc là phải hò lơi, nhưng trong cái hò lơi có nhiều kiểu, có 3-4 loại lắm. Hò giật cội, rồi hò là lên dốc, rồi hò đi đằng trường, rồi hò là cuối cùng quá mệt thì đến ra gần già là phải hò lơi. Từ theo cái cách thức mà để có hò có cái dẫn cái tiếng cằn và cái tiếng thúc thì để con trâu mới khỏe. Thế con trâu đừng còn thở đi mà hò một câu dài nữa mà đến lúc mà và tôi mà chằn gãy á là muốn con trâu phải bóc đi. Một trong những hình thức thể hiện xúc cảm của hò khoan là diễn sướng, tức là hình thức tương tác một cách nhịp nhàng giữa ca hát và hành động biểu cảm, mà ở đó không phân biệt người diễn với người xem, mà tất cả đều hòa chung vào không khí đầm ấm, vui tươi của điệu hò. Tùy theo nhịp độ, phương thức lao động mà chọn làn điệu cho phù hợp. Cũng có thể trong một hình thức lao động, có đến vài ba hoặc cả năm làn điệu được diễn sướng. Người ta chuyển từ mái duỗi sang mái sấp, mái ba, mái nện rất uyển chuyển. Chẳng hạn khi giã gạo chảy đôi, tiết tấu chậm thì người ta dùng mái nện. Nhưng khi chảy tư thì tiết tấu nhanh gấp đôi, người ta dùng mái sắp. Khi họ khoan lệ thủy nó ăn sâu vào máu thịt của người dân là từ trong lao động sản xuất, và nói chung là tất cả các con em của người của quê hương lệ thủy mà đi xa cũng là
nấu nấu với cái hò khoan lệ thủy mà họ rất thích và họ rất là muộn hồi khi hò khoan này, là vì cái hò khoan này nó truyền cảm truyền bao nhiêu cái tình cảm sâu đậm của từng cái khó khăn của một nắng hai sương của quê hương của mình ấy. Thì bởi vậy cho nên cái tình thương đó, tình thương trong câu hát, rồi tình thương thương trong những cái lời giao duyên, rồi sâu đậm những cái lời ca tiếng hát, những cái nhẫn nhã, cái âm điệu âm vực của cái vùng miền, cái đặc trưng của lệ thủy thì các nơi họ cũng muốn hò nhưng cũng không hò. Cách tổ chức và hình thức diễn sướng chủ yếu của hò khoan là hát đối đáp hai bên, ít nhất cũng phải có hai người hát, một bên hò, một bên số. Ở những môi trường hò có tổ chức theo cuộc hát thì hò phải theo đúng từng chặng, từ chào mời, vào cuộc giữa cho đến dã từ. Trong khi hò, tính ngẫu hứng sáng tạo là rất cao nên cách diễn sướng cũng thường rất sáng tạo. Hò khoan lệ thủy có 5 làn điệu cơ bản, còn được gọi là mái. Đó là mái sắp, mái nện, mái chè, mái ruồi, mái ba. Mỗi làn điệu có tiết tấu âm nhạc, cách ngắt câu, lớp số khác nhau. Những tiết tấu và những quy ước diễn sướng đó có căn nguyên từ trong nhịp điệu, tiết tấu của lao động, lúc dồn dập khi khoan thai, lúc nhẹ nhàng khi mạnh mẽ. Nhiều khi những tiết tấu đó nhằm để tập trung động lực của đám đông mà ở mỗi người đơn lẻ không thể làm được. Như khi đẩy thuyền qua chỗ cạn, khi chống chèo ghe lớn qua chỗ nước xiết, gió ngược. Thì cái hò khoan này là có, thường có là sử dụng là 6 mái trong cái hò khoan, nhưng lệ thủy là có 9 mái, nhưng mà thường là họ sử dụng 6 mái trong sản xuất lao động là nhiều hơn. Thì trong sản xuất lao động thì người ta thường là hò mái sắt là phổ biến nhiều, còn mái ba, mái che, mái nền thì thường họ thường dùng là trong cái lúc họ treo trên sông. Và cái mảnh nề nên là họ đưa vào những cái lúc là đưa linh này gọi là đưa linh cựu, đám linh, đám ma đấy. Mái duỗi hay còn gọi là mái dài hoặc mái dài thuộc nhóm những mái hò sông nước chậm rãi khoan thai. Cấu trúc của nó phân thành 3 câu, cứ sau một câu là có một vế số. Mái duỗi thường mang tính nghệ thuật biểu đạt cao, giai điệu trầm bổng và ca từ sâu lắng, thiết tha. Mái duỗi không cần phải đi theo lớp lang như chào, mời, hò gần, dã từ mà đi vào hò gần luôn. Lời hò không bị khuôn phép trong phạm vi của lục bát hoặc song thất lục bát mà có thể dài ngắn tùy ý, vô chừng, mang đến cho người nghe cảm giác mênh mang, bay bổng. Câu hò đầu của hò cái thường là 2 câu 8 hoặc song thất lục bát biến thể do có những từ láy, từ đệm. Kế đó là 2 câu kể có tính tự do hơn, 8, 10 hoặc 12, đôi khi chuyện hò kể lể nên câu hò dài thêm. Tuy nhiên phải ngắt câu, dừng nghỉ cho đúng giai điệu. Câu hò thứ hai của hò cái là vế thứ hai của câu 8, sau cùng được dừng nghỉ 2 nhịp để cho hò con số, sau đó là bắt vào câu mới. Chưa già lại dành già đã nạt vàng phai. Là dành răng bàn chờ nghe ai, đã nghe ai thì chờ. Cái mái ruồi thì cũng treo trên sóng. Nói chung là tất cả các cái mái ho của lệ thủy là đều họ sử dụng ho để là ra hiệu là chỗ đó là có địch, để mình phải biết cái lần trong câu ho đó. Họ cũng dùng trong ho lệ thủy.
đấy. Thì cái điều mà ruồi cũng vậy, người ta họ là chỉ thương nhau mà đâu còn nắng mưa xa gì ở xô đói lòng ăn nửa trái xím uống lưng bạt châu bát nước đi tìm xô thương người thương đó là cái mai ruồi. Mái chè được cấu trúc một đoạn 4 câu với 4 vế số. Cách hò mái chè đơn giản và ít khi phải thêm từ đệm lót. Tiết tấu của mái chè hơi chậm, đều đặn. Người hò vừa làm việc, vừa hò có tính bắt nhịp cho động tác của tập thể. Vì vậy, hò mái chè thường được diễn sướng khi chèo, chống thuyền trên quãng đường xa, đạp xe nước trong buổi làm đồng. Tính cân đối khi hò và số của hò cái và hò con làm cho người ta cảm thấy có đi có lại, giao duyên với nhau mà quên cả mệt nhọc. Trước đây ấy, là những cái điều hò khoan của quê hương Lệ Thủy thì rất nhiều mái, nhưng đặc trưng ở quê hương biển đây là có riêng có hai mái hò khoan. Hai mái hò khoan này là cũng nằm trong chín mái hò khoan của Lệ Thủy. Hai mái hò khoan này là mái hò khơi và mái hò nầu sắm. Nó có ý nghĩa đối với cái người ngư dân, tức là xuất thân là từ cái hò khoan này. Hai mái này là xuất thân rất lâu rồi, ông bà trước đây là rất lâu rồi, từ xa xưa để lại. Nó có ý nghĩa là tức là động viên, động lực và bắt nhịp. Như ví dụ hò khơi thì hò ở ngoài xa khơi, mái kèo là khoan thai, nhưng mà mái hò nầu sắm là tức là kéo như thế này, là tức là hò dập, như tức là có hai cái điều đặc trưng của biển để trong cái lao động sản xuất, để là động viên những cái người ngư dân, lực lượng trong cái đánh bắt thủy hải sản. Mái ba là một làn điệu gắn với sông nước, thường là khi lao động nặng nhọc. Cách phân câu ngắt nhịp rõ ràng, mạnh mẽ. Hò mái ba thường dùng khi thuyền nặng đi qua những quãng sông chảy xiết, ngược nước ở nơi đầm phá, gió to. Lúc này, ngoài chèo ra còn phải có chân sào mạnh tay chống đẩy, nên tiết tấu loại hò này nhanh khỏe hơn, quãng ngân hơi ngắn hơn. Lời hò tình ý cũng thắm thiết, song rõ ràng hơn. Đế số của hò con cũng gọn gàng, dứt khoát hơn. Hò ngọn gió nôm phảng phơ hô. Mái nện thường được hò khi chèo thuyền, khi cày ruộng hay khi đưa linh. Bởi vậy, giai điệu hò chậm rãi, thong thả, lời hò thể lục bát hoặc song thất lục bát chia làm 3 câu hò không đều với 3 lần số. Một lời hò dài lối diễn sướng như nói, như kể lể. Vào đầu mái nện bao giờ cũng có câu hò mở, có tính tự tình. Ngày sau khắc đêm năm canh vời vời. Hò là hò đưa linh, đưa linh chèo tàn. Kỳ đưa linh là người ta hò này. Hồ ý ba, ba hồ hồi, ý ba. Là
hồ khoan giờ như núi y ba khoan ở sơn mà thải sơn hò hộ người ta hò trong cái đạm mình là thương. Mái sắp là làn điệu hay dùng trong khi giã gạo, vì vậy ngoài tên gọi của nó, nhiều người vẫn quen gọi là hò giã gạo. Thực ra hò mái sắp không chỉ diễn sướng trong môi trường giã gạo, mà nó còn có thể có cả lúc cấy lúa, nện đất, cất nhà, cày ruộng, nhất là trong các buổi gặp mặt giao lưu đông người. Hò mái sắp quy ước khá chặt chẽ nhịp điệu vui tươi của mái sắp, rất phù hợp với bối cảnh giao duyên nên thường được tổ chức thành các cuộc hò tập thể. Trong quá trình phát triển từ những làn điệu cơ bản trên, các nghệ nhân dân gian đã sáng tạo ra các lối hò hay các kiểu hò gần gũi với cuộc sống và dễ đi vào lòng người. Đó có thể là kiểu giao duyên, nhân nghĩa hay kiểu điển tích, gĩnh kẹo. Trong mỗi kiểu hò có thể có nhiều làn điệu và không theo khuôn mẫu nào cả, mà đó là sự sáng tạo, là tài thông minh ứng biến của mỗi người tham gia cho phù hợp với từng ngữ cảnh. Thông qua những câu hò đầy ý nhị, tinh tế, người ta gửi gắm cho nhau những tâm tư, tình cảm và những khát vọng của lòng mình, để từ đó tìm thấy ở nhau sự cảm thông, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, trong công việc, để cùng hướng tới một mục tiêu chung là tạo dựng cuộc sống, xây dựng bản làng ngày một ấm no, hạnh phúc. Hò khoan lệ thủy nó xuất phát từ lao động sản xuất và nó phục vụ là sản xuất, và nó là có một cái nguồn là đó là một cái sức sống tinh thần mạnh liệt của người lệ thủy, và nó trở thành một cái nét riêng, nét văn hóa độc đáo của vùng quê lệ thủy. Đặc biệt là nó tác động, nó nuôi dưỡng tinh thần của con người lệ thủy, nuôi dưỡng bồi dưỡng lên cái phong cách tính cách của con người lệ thủy, và nó phải tồn tại mãi mãi. Và đặc biệt là nó trở thành cái di sản trong lòng người dân. Khoan xin mời tất cả số con. Có thể khẳng định rằng trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu dài, hò khoan từ lâu đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân lệ thủy. Với sự sáng tạo và hoàn thiện không ngừng về giai điệu, ngôn từ, nhạc lý cho đến lối diễn sướng, hò khoan lệ thủy đã không còn là một hình thức sinh hoạt dân gian thuần túy nữa, mà nó đã vượt xa hơn thế, trở thành một môn khoa học về văn hóa dân gian, được đưa vào chương trình giảng dạy chính thức ở tất cả các trường học trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Điều này đã khiến cho hò khoan Lệ Thủy trở nên đặc biệt hơn, có sức sống mãnh liệt, trường tồn hơn trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam. Đó chính là lý do khiến hò khoan Lệ Thủy được tôn vinh và được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa cấp quốc gia vào tháng 5 năm 2017. Ơi là hồ, Long Vĩnh gặp bạn thì còn chờ cho bạn sáng. Ơi là anh cắt dòng hồ thì có tình có nghĩa, em nay con người cũng có thủy có chúng. Hồ khoan ơi là hồ khoan ơi hồ khoan, ai mà hồ xa ngại là lung chúng dòng nước ngọt. Ơi là hồ